gì? Ừ, một em lăng à. Đó đó đó, vậy dính là kéo rồi em, kéo rồi. Một em, trời ơi, con cá đã chứ. Giữa rừng khuya rồi, anh em thấy không? Đam mê lắm cái chơi. Anh còn thở. Đó. Chết kìa đó. Ừ, anh thấy anh đèn anh bay tới đây. Dễ thương kìa. Tắm về được có cá, tiếc quá, khuya rồi. Đi chặt gà nữa, chặt lộ làm gà sấy nó đây. Ừ. Một phát chết đâu. Vui lắm. Ở trên kia cũng vậy, tối anh em đi chặt cá. Đó, chết ngắt kìa. Ố, tôm à. Chưa. Chưa chết, đây rồi. Mắc mồi rồi hả? Chắc nó ăn hết rồi. Ủa, bằng đêm đi ớn quá. Dễ té như trời. Chỗ này. Hết mồi à, ăn hết trơn rồi ta. Móc mồi lại thả xuống đây. Ờ, con gì à? Đây nè. Bò vô lóc lung 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 lung. Thấy không? Hả? Chắc rắn quá. Hả? Không phải. Hả? Dính không à? Dính rồi. Đó. Đi quậy đông đông mà. Có không? Cái năng nó lôi vô bờ mã này. Hả? Con à? Anh cần đúng không? Đây này. Cho con giáp đâu nhỉ? Hả? Thế nào? Hả? Dính hả? Con gì? Dính đúng không? Đó, anh thấy cước giật đó. Con gì à? Đó. Con gì? Ô, một em lăng à. Ôi, đâu, sắt lên coi nè, sắt
Xách em nắm cái dây lên. Nắm dây lên nè. Đó, nắm dây lên. Đó. Một em lăn đã chưa? Chưa. Rồi. Kèo ạc ác kinh nè. Nó ăn sâu lắm. Ủa cái ngạnh á coi chừng. Lần này kinh chua là nhất xương nha. Một em. Rồi thay mồi. Sáng mà hy vọng kiếm thêm niềng nữa. Đó rồi. Đó. Để ra à. À. Mất hết mồi ăn. Cái này mà có mồi ruột gà ngon em nè. Ruột gà nó dai. Ruột gà nó có ăn được. Ủa nó không ăn à? Quay xuống coi mấy cần ở dưới với lại tay lưới nè. Tay đèn ngon. Tay đèn ngon. Dính rồi, cành ngắp 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 nè. Mới cắm lại dính rồi. Dính rồi. Hả? Đó đó đó, dính rồi, kéo rồi em, kéo rồi kìa. Đó đó đó. Một em, trời ơi, con cá đã chưa. Ui, ui, cá ngựa đúng không? Xách lên coi nè. Trời ơi, bự, đưa sát vô mặt, đưa sát vô. Đó đó. Ở đâu, đâu. Đó. Dạ hả? Đó. Ôi ôi con cá ngựa. Thận rơi. Ủa, vĩ đại. Nè. Rồi, lấy đây. Ờ, dính nữa rồi. Ủa, anh đây mới vừa móc mồi thay lên á. Trời ơi, con cá nó to. Ui, trời ơi, đã. Dính cái gà. Đã quá. Ủa, cái này cắm là đúng đúng bài luôn rồi. Đó chết mẹ. Để ăn mất mùi thôi. Nhiều khi mình không ra. Trời ơi con cá ngựa. Con to. Khiếp. Cần nào rông. Ủa, mới vừa móc mồi thả ra chứ nhiêu đâu. Đi lên bên kia. Chưa đầy 3 phút quay lại. Cầm nhé. À. Đó không. Đó đó dính rồi dính rồi. U. Trời, con cá bự này, trăng toát này. Không, không. Có chừng. U. Con này con gì nhỉ? Lăng đúng không? Trời ơi. U. Trời ơi, con lăng. Mới. Mới vừa ấy xong anh em. Ôi, đã chưa. U. Ồ, trúng gớm nha. Rồi, rồi. Đẹp quá. Trời ơi, con cá ngựa. Khiếp luôn. Thôi ôi, nó bự. Đã thì cái chứ. Ồ, biết rồi mình đi câu hiệu quả rồi. Quá hiệu quả luôn. Ồ, không phí chuyến này, đi câu này. Không kéo một chút nữa lên là dính nữa đó em ha. Rồi mà dính mà để lâu quá nó suốt. Lắm ơi, cầm giùm anh cái, anh cầm cái camera anh đi qua đây không được, trơn lắm. Cá đã quá. Chỗ này đi ngán thiệt cái chứ. Bằng đêm đi nguy hiểm. Đồ, rách vợt mã rồi. Bỏ đây nhả sao? Tức đổ cho em cái đèn. Không nhờ. Hả? Nhả không? Đổ cho em cái đèn để nó thay.
rồi đi xuống cúp dưới này. Ngày mà chiều nó đi xuống nó câu mà mình không đi, nó đánh câu. Giờ đi xuống thử. Tắt đi đây. Không. Cần cái quịt luôn kìa. Ăn này quịt nè. Hết mồi nè. Rồi, móc mồi thả xuống lại. Hy vọng ngày mai dính. Bốn cái cần thả dưới này không dính được hả? Còn cần nữa nào nữa không? Ê ê. À, được con cá gì à? Cá gì à? À, cá lăng nhỏ hả? Cần này nhịp nhịp mà không biết có dính không? Nếu mà chỗ này á mà bằng đem ra đây mà ngồi câu trực tiếp luôn á, hết mồi thả xuống lại liền á, khả năng được cá rất nhiều. Thấy nhịp nhịp mà không biết sao đây. Ôi, trên này chỉ được có một con. Để lại coi lưới rồi coi. Được không? Chết kìa đó. Ôi. Chạy ra. Nó mới bất tỉnh rồi. Vui. Cá ở đây nhiều nhỉ. Chặt cái mồi để thay. Chết không? Đó. Được mấy con rồi? Mấy con à? Lưới mình dính không nha? Lưới có khả năng dính rồi. Rắc này là dính đấy nha, đùa đâu. Có lưới không? Nhưng mà không có mồi thôi. Đó. Lượm. Anh em đi chặt mấy cá nhỏ này để làm mồi thay. Thay câu dân á. Chạy mất rồi. Nước sâu quá không chết hả? Giờ đi vòng lại thăm thêm lần nữa. Dính à? Đâu? Ôi, ui, đã chưa? Nhíp nè. Cá gì ta? Lăng à? Một em. Đã. Sướng. Coi chừng cái ngạnh nó đâm á. Ăn sâu nhỉ. Ăn kiểu này thì to nó rộng như sâu. Ừ. Ăn kiểu này thì dễ gì mà sốt được. Vô tới ruột luôn. Kinh. Chưa phải lòng ra. Một em nè, thắng lợi. Rồi, giờ quay xuống xem lưới. Hy vọng lưới cũng dính. Hai anh em đi coi tay lưới. Hy vọng là có. Cái đèn mình nó mờ quá. Lấy của ông nội kia. Tệ thiệt.
Có con à. Ô, đã chưa? Đó. Rồi. Một niềm. Anh em đam mê lắm mới chơi được kiểu này. Chứ ông Vĩnh không phải là giờ ông ngồi hai ống đu đưa trong giọng á. Vắt đại chưa? Ủ xuống không? Chắc không sao đâu. Sửa lưới lại. Mình hình như là lội theo Lâm quay phim. Một em nữa. Đã chưa? Con này con gì nhỉ? Giống con nãy mà. Ở đây một loại cá này không à? Cá cái vi đỏ đỏ này. Tính là tối nay là ok rồi đó. Lưới cũng có. Lưới dắt hồi chiều là cá nhỏ. Nhưng mà dắt này cá lớn. Ít nhưng mà cá lớn. Hả? Một em nè. Em gì ạ? Con đó con gì? Nhỏ xíu mình cuốn lưới ha. Đớp mồm à? Hả? Đớp mồm lưới. À. Rất là. À. Cũng cá đó luôn à? Nữa hả? Nữa hả? À, giữa rừng khuya rồi anh em thấy không? Đam mê lắm mới chơi kiểu này. Đã chưa? Đâu rồi, anh chụp tới mình. Đã chưa? Rồi, gỡ đi cho đề xuất. Thú quá. Đây mà cũng có như vậy, ít nhiều gì cũng có. Thì anh em biết là mà chim trời cá với biển mà, thành ra là hên xui thôi. Nhưng mà nếu hôm nào đi đánh, đi rừng mà đánh chỗ này mà cũng có, ít hay nhiều cũng có, nó cũng vui. Cái phần... Sao à? Chỗ đó sao à? Hả? Chứ không có thì buồn. Thôi để chỗ đó sau, đang làm nó lại. Mình không lại nó. Dính không? Con gì ạ? Mấy chỗ đâu cầm? Đến cầm cho con nè. Từ từ. Sâu không? Thôi em đứng nha. Một con thôi nha. Anh cầm một con bự ra. À nè. À, cầm dần Lâm nó gỡ con kia. Đã chưa? Con đó con gì? À cũng nó luôn hả? Bự nha. Tối bằng đêm cá bự không? Cái này mình vô, chút nữa mình vô mình hun khói. Mình nướng xa xa, sáng mai ăn cơm, dằm nước mắm. Ủa con gì cũng bu cái camera. Ở đây kìa. Ôi. Ôi giời, bước xuống hụt chân nó sâu. Chút xíu nữa. À. Mình bước bơi nhưng mà vừa cầm camera, tay cầm cá thành ra hơi khó. Quần ác quá. Dạ hả? Cho mình cần dính con lưỡi đầu đấy. Nước vô đây. Chỗ này nè, trước này nó có cái hộp hòm sâu xuống. Vừa chấm sảy cái chân nha. Biết bơi nhưng mà cầm camera với lại cầm cá thành nó cũng ngại. Thôi đứng đây cho nó chắc. Cá con nhiều ghê chưa? Anh thấy ánh đèn anh bôi chưa kìa. Cá quá trời, cá con. Anh thấy ánh đèn anh bay tới nè. Dễ thương chưa? Được không em? Bự nhỉ, toàn dính cá bự không? Con có cối cỡ này không à? Đã. Anh còn thở. Buồn quắn dữ à. Ừ.
tự nhiên tối vất vả lắm, lạnh lắm mà phải chui xuống dưới nước như thế này. Bây giờ 10 giờ mà cái đè nó dính cá được, mình mê lắm. Hết rồi đúng không? Rồi, ok, thành công. Ít nhiều gì cũng có là vui rồi. À, vô bờ thôi. Nãy anh cá bắt lên chỗ nào nhỉ? Đâu chỗ nào? Thấy không? Đây nè, đây nè. Đây nè. Em nó nằm đây nè. Đây nè, đây nè, đây nè. Không thấy hả? À vâng ha. Nè. Một em lên vô luôn. Đã chưa? Được, đúng bài. Còn con nữa. Ở đâu? Không. Nếm cho nè. À. Rồi, một em nè. Ồ, còn khá đó. Ồ, thu chiến lợi phẩm. Có được con cá ngựa nè, giá trị quá. Con ngựa này gần cả ký nhỉ. Ha? Ký á, ký chứ gần gì. Khiếp không? Lâm, em cầm em dơ cái vật lên coi nè. À. Thôi, đi về lèo. Thành công rồi, hôm nay là vui rồi. Vừa có cá ăn mà vừa có thành quả. Mùa này mùa khô, đánh cá nó cũng bằng được mùa mưa, nhưng mà vậy là cũng ok rồi. Thắng lợi. Đù. Đã. Xong có. Con cỡ ký con cá này. Cá này 1 ký đúng rồi. Ông Lâm cầm thử coi. Đù. Quá đã. Đã chú giờ có cá bự ha. Ôi cái này đẹp. Đã chứ. Whew. Tuy mệt nhưng mà có được thành quả là vui rồi. Được mớ cá lăng, cá ngựa với mấy con cá trắng. Lưới, câu cái nào cũng dính hết á, sướng. Con ngựa này phải 1 ký. Ngon lắm, con này là đỉnh á. Quá đã luôn. Trời ơi. Mê. Như vậy không? Hả? Khỏi, con này mà đến vải gì, cá này cái vải mới ngon mà. Cá này mà cũng chưa không được ký. Ký cứng của người ta luôn. Trời ơi, mở nó kìa. Cái bộ trứng nó kìa. Trời ơi. Trời ơi, câu. Con núi được trên rừng cá ngựa. Quá đã. Trời ơi. Em bây giờ đang lục cá để sấy cá. Ồ, cá lăng cũng nhiều ha, câu dính cũng nhiều ha. Để ra nó hết mùi. Có mùi không? Có nhưng mà... Có mùi để sáng cho cái vô chỗ không? Ếch con gì trong hốc
cái hộp nhỏ nhỏ này chứ cũng có cá lăng chứ đùa đâu. Hộp nước này nè, hộp nước trên khay nhỏ này, thường mấy khay nhỏ này chứ có cá lăng hay em hả? Con quái gì nhỉ? Cái rừng này chỉ cần anh em mà xiên tí là có cá ăn thoải mái. Hơi cực á, nhưng mà phải xiên, đam mê. Có cá ăn, câu hoặc là lưới, thoải mái. Sạch sẽ, đem vô nướng, nhậu tiếp. Cá này sạch tưng nữa mà đúng không? Có gì đâu. Ăn rong ăn rêu ra quá sạch. Nó ăn cá con nó đâu có ăn đấy rồi. Ăn câu mồi thối, mồi câu cá mà nó lên nó ăn. Nó không ăn đúng không? Có lý. Chuyến trước ông Đạt cũng làm mồi lên câu có được đất con nào đâu. Xong rồi. Trời ơi. Ồ. Đã. Đến trong mặt trời, từ mặt trời soi sáng ven đôi. Nằm biển thơ gợi anh trong đôi. Lửa lên chưa anh? Được chưa? Lửa tre này xong rồi nướng được nữa. Hả? Thì nhăn xong rồi kiếm củi chứ. Kiếm củi nó mới có than chứ. Để đây. Đã quá à. Trời ơi, cái này mà ở thành phố thôi chứ nhất xưa. Nhăn lên đây rồi kiếm củi nhé. Đốt lửa lên đây rồi, không có than cái chút sỏ vô hay sao ta. Đủ này không có cách. Ái giời, bó tay chứ. Đi đánh về được mớ cá, tiếc quá, khuya. Đi chặt nứa, chặt lộ làm vàng, sấy nó đây. Bỏ uổng, hư. Đốt lên đã. Ồ, nóng khiếp luôn. Con đó là đã nhất á. Cá này bắt ở đâu rồi? Lắm. Câu chỗ nào? Đó, to ghê rồi. À, à, dạy ra xong rồi, rồi mai dạy xong tiếp cho nó khỏi hư, có khó giờ là nó không hư. À, giờ bắt đầu đi tắm rửa nghỉ ngơi, mệt quá rồi. Giờ chắc hơn 10 giờ rồi nhỉ ha. Giờ trở lại thôi. Ụt ngon ghê nha. Ụt đấy mà xa cái này ngon ghê lắm. Rồi, trở ngon rồi thôi. Lấy lá lại đi ngủ. Mai là lượm lúa. Bây giờ là chắc 12 giờ rồi, mấy anh em chưa ngủ được. Có thằng Lâm nó làm giấc nó mùng rồi. Còn ba anh em nằm đây nóng quá. Mùa này nó không nóng. Đang chờ gái lên. Nằm tán dốc nói tào lao thiên đế cho vui, chưa ngủ được đây. Vẫn già ra hút thuốc.
vô giẫm nằm thôi chứ chưa ngủ được. Giấc này thì bắt đầu nó không còn quá nóng nữa, nhưng mà nó cũng so ra với mình là vẫn chưa ổn lắm. Đúng là nó lạnh lạnh là ngủ sướng hơn. Bốn bè yên tĩnh nè, hai tiếng sương rất lộp độp như mưa. Dính những gan với tôi và cho tôi gửi đây với nhỏ gà đẹp cũng béo với mẹ. Ảnh mát đó mà hơi sức đâu. Rồi phải kè mạng lên giỏng nằm đi. Nằm là khi nào cũng ngủ ngủ. Hôm nay đi, ngày đầu tiên anh em ai cũng mệt lả hết rồi. Thôi ngủ ngon nha. Đúng rồi, ở đây áp thấp nhiệt đới là mưa kinh lắm. Trời ơi trời, mưa anh em. Anh em đi gỡ câu đây. Xám xịt. Một em nữa, con gì ạ? Anh dịch lẩu đã không? Dính không? Dính quá trời nè. Nước dẫn lên nè nè, mới mưa tí mà nước. Tình hình chỗ này mưa cả ngày. Em tranh thủ làm buổi sáng nhanh gọn, mùi gói rồi. Mùi gói với lại con gà này chấm nước chưa. Rồi còn tranh thủ lên đường chứ đường mưa là chết ạ.